7 câu chuyện, 7 bài học cuộc sống thâm thúy đáng nghe nhất năm 2021. Nếu cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng học hỏi và phấn đấu, thì bạn hãy dành ít phút mỗi ngày để lắng nghe những câu chuyện ngắn của chúng tôi nhé. Đảm bảo rằng các bạn sẽ học được không ít những bài học quý giá từ đây. Ngày hôm nay, Vân Anh sẽ giới thiệu đến các bạn 7 câu chuyện ngắn hay và ý nghĩa nhất. Câu chuyện thứ nhất, chiếc lá vô tình. Một buổi trưa mùa hạ, nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to. Bà rẽ vào đó, dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi sinh. Bà đến gần gốc cây, bà sẽ dựa vào gốc cây để tìm một giấc ngủ yên lành. Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc, không thua gì một mệnh phụ ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái. Bà đang mơ màng với thứ hạnh phúc lớn lao nhất mà bà có thể có được, thì bất ngờ bà vấp phải một vật gì. Bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bà nghe một tràng âm thanh chua chát. Ai đó, bộ đuôi mù rồi hay sao mà không thấy tôi đang ngồi ở đây vậy? Thứ đồ gì mà sớn sát thế? Xin lỗi, tôi mù cô ạ, tôi mù thật, cho tôi xin lỗi cô. Bà hốt hoảng trả lời khi gượng đứng lên. Giọng nói này thánh thoát quá, chắc là cô ấy còn nhỏ lắm, tuổi cỡ con mình là cùng. Bà nghĩ thế và bà hối hận vì thái độ bất cẩn của mình. Im lặng không có tiếng trả lời. Đúng như người phụ nữ suy đoán, tiếng nói phàn nàn gay gắt vừa rồi là của một cô bé trạc 14-15 tuổi. Cô bé hối hận vì lời nói vừa rồi. Cô bé im lặng, nghe ngóng một lúc. Người phụ nữ mù lòa vẫn không nghe một lời đáp lại. Bà nói lớn lên một lần nữa. Cho tôi xin lỗi nhé, tôi mù thật đó. Rồi bà quay lưng bước đi. Cho cô bé gọi lại. Nè, bà ơi, tôi cho bà 1.000 nè. Số tiền duy nhất mà cô đang có. Nghe thế bà rất mừng. Bà mừng vì nghĩ cô bé tha thứ cho mình, hơn là mừng vì nhận được 1.000 đồng. Bà dừng lại, quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về phía tiếng nói. Chợt một chiếc lá vàng rơi vào chiếc nón của bà. Bà tưởng cô bé bỏ tiền vào nón, bà nói. Cảm ơn cô. Nhưng khi bà thọt tay vào nón lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô. Bà lẩm bẩm. Cô bé gạt mình, chắc cô bé còn giận mình. Bà buồn bã quay đi. Trong khi đó, cô bé cầm tờ giấy 1.000 đồng đưa về phía chờ đợi bà lấy. Nhưng cô bé lại nghe tiếng bước chân xa dần. Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình. Cô bé nghĩ như vậy và lòng vô cùng buồn bã. Có điều bà không biết được rằng cô bé ấy cũng mù như bà. Cô bé cũng đi xin và dừng chân nghỉ nơi này trước bà. Cuộc đời có biết bao lần con người hiểu lầm nhau. Thế giới vật chất mênh mông đã đành, thế giới tâm hồn của mỗi người càng bao la hơn nữa. Nên có khi một người đang ở bên cạnh ta mà vẫn như xa cách nghìn trùng. Ngày nay khoa học tiến bộ, thế giới ngày một gần nhau hơn, nhưng con người thật sự đã hiểu nhau chưa? Vô tri bất mộ, không hiểu biết nhau, làm sao thương yêu nhau? Câu chuyện thứ hai, khoảng cách. Tôi nhớ có một câu chuyện phim Ấn Độ mang tên Khoảng Cách. Chuyện phim kể rằng, một buổi sáng đẹp trời, một chàng thanh niên lái xe đến sở làm. Không may, anh đụng phải một đứa bé tuổi mới vừa lên 7. Đứa bé được chở đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng đứa bé không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó bị gãy chân và có thể sẽ không thể trở lại bình thường được.
Điều đáng nói, đứa bé này lại là con trai duy nhất của một quá phụ tuổi chưa đầy 30. Người quá phụ trẻ căm tức chàng trai. Nàng nguyền rủa chàng thanh niên bằng những lời lẽ cay độc nhất. Điều đó có thể dễ hiểu, vì nàng quá thương con. Niềm an ủi duy nhất của nàng khi chồng nàng mất không đầy một năm sau khi nàng sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé xinh đẹp, thông minh và dễ thương. Bỗng dưng, đứa bé thành kẻ tật nguyền. Càng nghĩ càng căm hận. Sau một thời gian điều trị, đứa bé xuất viện. Chân được phẫu thuật thành công, không phải cắt. Tuy vậy, đứa bé đi đứng còn rất khó khăn. Cần phải luyện tập nhiều mới có thể trở lại bình thường. Mẹ đứa bé không thể nguôi ngoai được mối sầu hận trong lòng. Phần chàng trai, khoảng thời gian đứa bé ở bệnh viện, gần như lúc nào chàng cũng ở bên đứa bé. Khi đứa bé được xuất viện, mỗi sáng trên đường đi làm việc, chàng tranh thủ ghé thăm. Buổi chiều, chàng đến vui chơi với nó. Chàng động viên nó tập đi từng bước, như người mẹ tập cho con những bước đi chập chững đầu tiên. Chàng mua quà cho đứa bé, khích lệ đứa bé, cổ vũ đứa bé mỗi khi nó đi được nhiều bước đi liên tiếp một cách tự nhiên như người không bị thương tích. Chàng rất kiên nhẫn. Chưa bao giờ mẹ đứa bé ban tặng cho chàng một nụ cười. Điều đó có nghĩa là chàng chưa được tha thứ. Nhiều lúc chàng cũng muốn buông tiền bồi thường trọn gói rồi quay lưng đi, bỏ mặc sau lưng một quá phụ trẻ kiêu kỵ và sắt đá. Nhưng chàng thật sự thương đứa bé. Chàng muốn trả lại cho đứa bé một cuộc sống bình thường, hay ít ra là không đến nỗi tồi tệ. Rồi ngày tháng dần qua, những nỗ lực của chàng đã đem đến kết quả rất khả quan. Những bước chân của đứa bé tuy còn đôi chút vụng về, cũng như trên gương mặt mẹ nó còn vương nét lạnh lùng, nhưng tiếng cười đã tìm lại được trong căn nhà vốn thường ngày vắng vẻ ấy. Rồi một chiều nọ, chàng nói lời từ giã hai mẹ con. Đứa bé ôm lấy chàng và hồn nhiên nói: "Sao chú không ở lại với cháu luôn vậy chú?" "Được rồi, được rồi." Chàng nhanh nhẩu trả lời: "Cháu ngoan nhé, chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu mà. Nhớ phải tập đi, tập chạy nhiều nữa nhé. Hôm nào ra bãi biển chạy đua với chú nha. Chạy thắng chú là có quà to cho cháu đấy." Mẹ nó im lặng. Một buổi sáng chủ nhật trên bãi biển, đứa bé chạy đùa giỡn với chàng. Nó nắm tay kéo mẹ nó lại bên nó để cùng hút cát đắp ngôi nhà thật to. "Chú với mẹ nhặt những viên sỏi đá đẹp lót xung quanh nhà nghe." Nó chạy tung tăng, hí ha hí hửng. Đôi chân nó đã mạnh thật rồi, nó vui quá, nó không còn nhớ gì đến vết thương nữa. Bỗng đứa bé sáng rực và lấp lánh trên bãi biển như cánh hải âu đang lấp lánh trong ánh nắng bình minh. Chàng nhìn theo đứa bé, lòng vui khôn tả. Người quá phụ trẻ nhìn theo con mình, nụ cười rạng ngời không tắt trên môi. Bất chợt, hai người nhìn nhau. Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Cả hai cùng cười. Họ đã quên khoảng cách từ bao giờ? Mới hôm nay hay đã từ lâu? Điều đó chỉ có hai người mới biết. Dường như có chút gì e thẹn sau cái nhìn bất chợt ấy. Nàng cúi xuống như để che giấu một điều gì từ cõi thâm sâu của lòng nàng. Bất ngờ, nàng nhìn thấy một viên sỏi lớn đang lấp lánh trong nắng. Chàng cũng thấy. Nàng cúi xuống nhặt, chàng cũng nhặt. Bàn tay của nàng đặt lên viên sỏi, bàn tay của chàng đặt lên tay nàng. Nàng không rút bàn tay lại, chàng cũng không. Tiếng sóng biển vẫn muôn thuở rì rào như tiếng tơ lòng muôn thuở vẫn ngân nga. "Chú, mẹ, con nhặt được một bụm sỏi rồi nè. Mẹ và chú được nhiều không?" Đứa bé chạy lại hỏi. Không có câu trả lời, chỉ có một viên sỏi duy nhất hai người không nhường nhau. Cả hai đều đang cố giữ lấy viên sỏi ấy, vì viên sỏi ấy đã hóa kiếp thành viên kim cương hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì phải hai người giữ mới được vẹn toàn. Và như thế, bạn đã biết phần kết luận của câu chuyện này rồi chứ? Khoảng cách nào là do định mệnh?
khoảng cách nào là tại chúng ta. Không có lằn ranh nào rõ ràng cả. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực để xóa tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương. Yêu nhau trăm sự chẳng nị, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Ca dao. Vâng, tình thương xóa tan mọi khoảng cách. Câu chuyện thứ ba. Đau của riêng ai? Có một anh chàng trai nghèo khổ nhưng lại có một tâm đạo rất lớn. Mặc dù gia cảnh vất vả, nhưng lúc nào anh cũng mong muốn tìm cho mình một con đường hạnh phúc. Một hạnh phúc chân thật và không đổi thay. Mỗi khi nghe nói bất cứ nơi đâu có vị thầy nào giỏi, thì dù hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn lặn lội tìm đến để cầu đạo. Nhưng qua bao năm tháng, anh vẫn không đạt được những gì mình muốn. Hạnh phúc mà anh tìm kiếm vẫn thấy quá xa xôi. Một đêm khi anh ngủ, trong giấc mộng có một vị thần hiện ra dặn anh là sáng mai hãy đi thật sớm đến một khu rừng gần đó. Anh sẽ gặp một vị tu sĩ và anh hãy hỏi thì ông ta sẽ giúp cho anh có được một cuộc sống hạnh phúc. Sáng hôm sau, anh ta mừng rỡ, vội vàng lên đường đi về khu rừng ấy. Đến nơi, anh gặp một vị tu sĩ ăn mặc đơn sơ. Y áo làm bằng những tấm vải vụn vá lại. Ngồi dưới một gốc cây lớn, dáng rất an vui và tự tại. Nhớ lời dặn của vị thần trong giấc mơ, anh quỳ xuống thưa. Kính thưa thầy, bấy lâu nay con đi tìm một con đường hạnh phúc. Con muốn đạt được một cái gì đó mà có thể giúp con luôn được an vui và tự tại trong mọi hoàn cảnh. Con đã đi tìm cầu khắp nơi và học từ nhiều vị thầy, nhưng vẫn không cảm thấy đạt được những gì mình muốn. Con xin thầy thương xót, từ bi chỉ dạy cho con. Vị tu sĩ ngước nhìn anh với ánh mắt tự ái, rồi nói: thú thật, ta cũng không có gì khác để dạy cho anh thêm nữa hết. Rồi vị tu sĩ cúi xuống, tìm trong túi vải mình và lấy ra một vật. Ông nói: ta chỉ có một vật này, không biết của ai cúng dường cho. Thôi, anh hãy cầm lấy đỡ đi. Nói xong, vị tu sĩ trao cho anh một vật trông như một viên đá, chiếu sáng lấp lánh. Anh cầm trong tay và xem kỹ lại, thì đó là một viên ngọc quý rất lớn. Tim anh như ngừng đập, chưa bao giờ anh được thấy, chứ đừng nói là cầm trong lòng bàn tay, một vật quý giá đến như vậy. Với viên ngọc quý này, nó có thể mang lại cho anh bất cứ một hạnh phúc nào trên cuộc sống mà anh muốn. Phải chăng con đường hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, nó đang rộng mở ra ngay trước mặt mình? Anh mừng rỡ vô cùng, bật khóc và quỳ xuống đảnh lễ vị tu sĩ. Anh nhà nghèo từ giả vị tu sĩ và trở về căn chòi cũ của mình. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc và không tài nào ngủ được. Anh cứ mơ tưởng về tất cả những sự sang giàu, quyền lực, địa vị và hạnh phúc trên cuộc đời mà mình có thể đạt được nhờ viên ngọc này. Và anh cũng suy tư sâu xa về giấc mộng và vị tu sĩ ấy. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên, anh đã vội vàng lên đường quay trở lại khu rừng ấy. Anh mừng rỡ khi thấy vị tu sĩ vẫn còn ngồi đó, ngồi yên với dáng thong dong. Anh đến cạnh bên và quỳ xuống thưa. Thưa thầy, con xin trả lại cho thầy viên ngọc quý này. Con đã suy nghĩ nhiều và hiểu rằng viên ngọc quý này không thể nào mang lại được cho con một hạnh phúc mà con muốn. Điều mà con mong cầu là làm sao có được cái tấm lòng của thầy mà đã có thể trao cho con viên ngọc quý ấy không chút luyến tiếc. Chứ con không cần viên ngọc này. Kính xin thầy chỉ cho con làm sao để có được tấm lòng rộng lớn ấy. Câu chuyện ấy gợi tôi nhớ đến một vị thiền sư thi sĩ Nhật Bản, Ryokan. Thiền sư Ryokan sống một cuộc đời rất thanh bần. Ông ở trong một thảo am mái lợp bằng rạ. Buổi tối ông ngồi thiền và ban ngày thường chơi đùa với trẻ con trong làng. Có lần ông thấy giữa am mình có một búp măng tre mọc nhú lên.
rồi ngày qua ngày nó mọc lớn lên thành một cây tre cao đụng vào nóc nhà. Thấy thương cho cây tre, ông bèn khoét một cái lỗ trên mái để nó có thể tự nhiên mà chui ra ngoài. Vào một đêm trăng sáng nọ, có một tên ăn trộm lẻn vào lều của ông. Hắn nhìn quanh, không thấy có gì để lấy, vì Ryokan chẳng có gì ngoài chiếc chăn để đắp ngủ. Tên ăn trộm bèn đánh cắp cái chăn duy nhất của ông và chạy thoát ra ngoài. Một lát sau, hơi lạnh thấm vào người. Ryokan giật mình thức giấc mới biết là mình đã bị trộm lấy mất. Lúc đó, ông ngước nhìn qua khung cửa sổ, thấy một phần trăng vằn vặt sáng trên cao. Ryokan chợt thốt lên. Ồ, vầng trăng đêm nay đẹp quá, ước gì ta có thể tặng cho tên trộm ấy vầng trăng tuyệt đẹp này. Tôi thấy câu chuyện về vầng trăng của vị thiền sư Ryokan cũng giúp làm sáng tỏ thêm tấm lòng của vị tu sĩ trong câu chuyện trên. Làm sao Ryokan có thể tặng cho tên trộm được vầng trăng sáng ấy bạn nhỉ? Cũng như vị tu sĩ kia, ví như ông không muốn trao cho anh nhà nghèo tấm lòng của mình đi chăng nữa, như anh mong muốn, có chắc gì anh ta sẽ tiếp nhận được chăng? Người cho không thể cho, mà người nhận cũng chắc gì sẽ nhận được. Tôi thường nghe nói rằng, chúng ta chỉ có thể trao tặng những gì mình thật sự có mà thôi. Ví dụ, ta chỉ có thể tặng cho người khác niềm vui nếu như ta có sự an vui. Ta chỉ có thể giúp cho người khác không sợ hãi nếu như trong ta có một sự vô úy. Đó là một điều rất thật. Nhưng bạn biết không, nếu nhìn sâu sắc hơn thì ta cũng sẽ thấy rằng, thật ra chúng ta không có gì để ban cho hay tiếp nhận, mà chỉ tạo duyên giúp nhau tiếp xúc lại một thực tánh trong sáng đang sẵn có trong mỗi người mà thôi. Như một bà mẹ ôm đứa con đang khóc của mình vào lòng và dỗ cho nó. Khi đứa bé nín khóc và ngủ yên, bà mẹ cũng cảm thấy một niềm an vui và hạnh phúc. Ai là người cho và ai là kẻ nhận bạn hả? Câu chuyện thứ tư, khẩu nghiệp. Trong chùa có một anh câm, không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta. Anh ta lo mấy sào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, lúc thì trồng đậu, làm việc rất là siêng năng. Lúc rảnh, anh ta vào bếp giã gạo, và vào những ngày sóc vọng, chùa đông khách, anh ta giúp việc dưới bếp và rửa bát ở bờ ao cạnh bếp. Vì anh ta câm nên chẳng ai nói với anh, và nếu có việc cần nói thì phải ra hiệu. Hết việc, tối nào anh cũng quanh quẩn ở trên chánh điện, quét dọn lau chùi, và mỗi năm vào kỳ hết hạ, mỗi lúc có khóa giảng thì anh ta cầm chổi đứng gần cửa phòng hội, ra vẻ đang quét nhà, nhưng thật ra là nghe giảng kinh. Một ngày kia không thấy anh, vị tri sự bước vào căn phòng nhỏ xíu của anh ở góc vườn. Lúc đó mới biết rằng anh câm bị đau, sốt nặng không dậy được. Vị tri sự trình tổ và mọi người thấy tổ vào thăm anh câm. Ngài ngồi với anh rất lâu, và khi ngài trở về phòng, nét mặt trang nghiêm của ngài thoáng vẻ hân hoan. Từ hôm ấy, chú tiểu ngài 2-3 lần mang cháo vào cho anh câm, và tổ mỗi khi xuống thăm thì ngồi cả giờ. Mọi người cho rằng anh câm có phúc được tổ thương, và nếu có mệnh hệ nào thì được ngài độ cho. Vào đúng giờ ngọ hôm đó, người ta thấy tổ chậm rãi bước ra khỏi phòng anh câm. Và khi tổ nhận thấy mọi người chắp tay vây quanh, thì tổ nói rất ngắn: ngài đã viên tịch rồi. Ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tổ gọi anh câm quốc vương là ngài. Tổ là một thiền sư đạo hạnh nổi tiếng, không những trong vùng mà ngay cả ở chốn kinh kỳ xa xôi nữa. Nhưng mà không ai dám hỏi tổ cả. Cho đến khi làm lễ hỏa thiêu xong, bài vị của anh câm đã được đặt trên chùa và khóa cầu siêu thường lệ chấm dứt. Mọi người được nghe tổ nói như sau: ngài phát nguyện tu tịnh khẩu nghiệp. Ngài tịnh khẩu, ai cũng tưởng là ngài câm. Đến nay, thân khẩu ý của ngài đều đã thanh tịnh, nên ngài đã ngộ. Vì thế,
ta mới nói rằng ngài tịch diệt. Bàn thờ ngài ở kia có thể bỏ đi được, nhưng thôi, hãy cứ để đấy. Không phải là để cúng ngài, mà chính là để nêu cái gương tu hành cho mọi người. Người nghe chuyện, ai ai cũng yên lặng cúi đầu, nghiền ngẫm về sự tu hành. Từ ngày đó, trong chùa không ai bảo ai, người ta chỉ nói vừa đủ, những mong đến lúc nào đó tịnh được khẩu nghiệp, thoát khỏi sinh tử luân hồi như vị Bồ Tát đóng vai ăn cầm làm việc sau chùa. Là con Phật. Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bị đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quan sát, học hỏi những thiện tri thức. Đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Câu chuyện tiếp theo. Có một tâm chai. Họ là hai anh em, tuổi đã cao, trên dưới tuổi về hưu. Người anh sống ở Sài Gòn, còn người em sống ở một thành phố lớn miền Trung. Do tuổi tác cũng kề nhau, cùng trong một thế hệ, cho nên hai anh em rất đồng cảm và thường xuyên điện thoại thăm hỏi nhau. Một hôm, trong lúc chuyện trò với người anh, người em vui miệng kể rằng ra chợ lựa mua trái cây về cúng Phật thường hay bị người bán lợi dụng lúc mình lơ là, tráo trái cây hư vào. Anh biết không, mấy cô bán hàng cứ tưởng là em ngu ngơ không để ý, đâu biết rằng chẳng có gì qua được mắt mình. Tuy nhiên, do thấy tội cho họ và gánh chịu nhiều trái cây hư, nên em phải giả đò là không biết để chia sẻ bớt. Và người em nghĩ rằng người anh nghe chuyện lòng sẽ vui vì hành động biết nghĩ tới người khác của mình. Nhưng không, người anh nghe xong điềm tĩnh bảo người em. Không được, em làm vậy là sai rồi, vì khi em làm vậy tưởng là mình giúp người, nhưng thực ra lại làm cho họ mang tội lừa đảo, không trung thực. Như vậy không phải là giúp người mà chính là hại người. Anh cũng giống em, chỉ khác một chút là khi mua đồ, anh luôn tự mình chọn lấy một vài trái cây hư, đồ hộp mốp để cùng chia sẻ chút hư hao với người, không để cho người mắc phải tật gian dối. Người em nghe xong ngậm ngùi. Một thời gian sau, nhân lúc rảnh rỗi, người em lại điện thoại thăm hỏi người anh. Và trong cuộc trò chuyện, người em kể rằng trong những lúc trà dư tửu lậu, có đem chuyện trao đổi hôm trước ra kể cho các bạn bè thân hữu nghe. Và một người bạn thân nghe xong đã phát biểu rằng tâm đó mới đúng là tâm chai. Người anh chỉ cười và cũng chẳng quan tâm gì lắm. Vì một là chuyện trò đã qua xong rồi thì thôi, chẳng lưu giữ trong lòng làm chi. Hai là người anh cũng chẳng tin tưởng gì lắm về lời phát biểu cùng buổi họp mặt của người em. Tất cả đều có thể có và cũng có thể không. Có thể chỉ là phị ra một chút cho vui. Và ba là chỉ có chân tâm diệu hữu chứ làm gì có tâm chai. Thế nhưng một ngày nọ, nhân dịp thuận tiện, người anh về thăm người em. Trong buổi cà phê hàn huyên cùng các thân hữu, có mặt cả tác giả của hai chữ tâm chai. Người bạn này kể lại chuyện, và lúc đó người anh mới biết rằng em mình kể chuyện tâm chai là thật. Người anh rất vui và lòng vô cùng cảm ơn người bạn này, vì nếu trong những lúc trà dư tửu hậu anh ta cứ kể chuyện này thì ít ra cũng nhắc nhở được cho nhau về cách sống làm sao cho đúng với đạo làm người, cho dù chỉ bằng những hành vi nhỏ nhặt nhất. Chợt nhớ, đọc trong sách xưa, có kể chuyện một vị đạo sĩ mang ơn một người, nên muốn tặng cho thuật biến than thành vàng ròng. Người này ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi thuật này có giá trị trong bao lâu. Vị đạo sĩ cho biết là 500 năm. Nghe vậy, không chút đắn đo, người này lập tức trả lời rằng, vậy sau 500 năm nữa, vàng sẽ trở lại thành than, và người ôm số vàng đó sẽ vô cùng khổ đau vì mất mát và tiếc của. Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi không nhận thuật này vì tôi không muốn cho người khác phải khổ đau,
cho dù là sau 500 năm. Chào ơi, đọc chuyện mà thấy vô vàn kính mộ cho tấm lòng của người xưa. Thật sự thì đời nay cũng không phải là không có những tấm lòng như vậy. Như Leon Tolstoy, nhà đại văn hào Nga, với câu nói bất hủ: dẫu ta không thể đem cho người tài sản của cải, nhưng ta vẫn có thể trao cho người một phần của trái tim mình. Mong sao cho mọi người chúng ta hôm nay đều có được tâm chay và biết trao cho người một phần của trái tim mình. Câu chuyện tiếp theo: gieo mầm hạt tốt. Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland. Một ngày nọ, ông đang làm việc để nuôi gia đình, thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc. Người nông dân liền lập tức cứu cậu bé lên bờ. Hôm sau, một cỗ xe sang trọng đi tới căn liều của Fleming. Một quý ông ăn mặc sang trọng bước ra. Tự giới thiệu mình là Randall Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé mà được ông cứu sống ngày hôm qua. Ông ta nói: tôi đến để cảm ơn và hậu tạ anh đã cứu mạng con trai tôi. Ông Fleming đáp: không có gì, đây là chuyện nên làm và ông không cần phải hậu tạ, thưởng công. Tôi quyết không nhận đâu. Ngay lúc đó, cậu con trai khoảng 10 tuổi của Fleming bước vào liều. Ông nhà giàu hỏi: đây là con trai anh phải không? Vâng. Ông Fleming trả lời đầy vẻ tự hào. Nhà quý tộc ân cần hỏi cậu bé: khi lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa: thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặng hỏi: thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời: dạ thưa ông, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình: nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà: thưa ông, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ. Vậy thì cho phép tôi đề nghị như thế này, anh Fleming, hãy để tôi chu cấp việc học cho con trai anh, hệt như tôi đã lo cho con trai mình. Nếu con trai anh mà giống tính cha nó, thì tôi tin rằng ngày sau này cậu ấy sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện. Ông Fleming, nhà nghèo nghe vậy thì đồng ý. Thế là từ đó, cậu con trai của Fleming được theo học tại những trường danh tiếng và tốt nghiệp Đại học Y khoa St. Mary ở London. Nhờ có hoài bão lớn lao, không ngừng phấn đấu, cuối cùng tài năng của cậu cũng được cả thế giới công nhận. Cậu chính là bác sĩ lừng danh Alexander Fleming. Vào năm 1927, bác sĩ Alexander Fleming là người đã chế ra thuốc kháng sinh penicillin, cứu mạng được không biết bao nhiêu người trên thế giới. Năm 1945, ông được trao giải Nobel về y học. Và năm sau, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy ngày xưa bị bệnh viêm phổi. May nhờ chính thuốc penicillin này đã cứu cậu thoát chết. Tên cậu chính là Winston Churchill. Sau này, cậu trở thành một vĩ nhân, là người mà cả nước Anh đều tự hào và hãnh diện. Đó chính là thủ tướng trứ danh của nước Anh, Winston Churchill. Điều thú vị là ngài Winston Churchill và bác sĩ tài danh Alexander Fleming là đôi bạn rất thân của nhau trong suốt cuộc đời. Bác sĩ Alexander Fleming mất năm 1955 tại London ở tuổi 74 và thủ tướng Winston Churchill mất năm 1965 ở tuổi 91 tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ trong cùng một nghĩa trang. Điều này chứng minh rằng hành thiện nhất định sẽ gặp thiện báo. Tất cả những gì ta cho ra đều sẽ được nhận lại. Lời khuyên: bạn đừng lo sẽ mất đi. Những gì bạn đã cho
tặng cho người khác bằng cả trái tim thì nhất định sẽ không mất. Vì vậy, đừng quá coi trọng đồng tiền, mà hãy tô bồi phẩm hạnh đạo đức. Vì đức hạnh và lòng tốt của bạn sẽ tạo ra thiên đường cho chính bạn và những người xung quanh.